Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Indotip, kênh dùm mẹ giáo dục. Các hóa chất phụ da bạn không bao giờ nên chọn trong gia đình nhé. Trong gia đình chúng ta có một số hóa chất gia dụng thông thường được sử dụng trong nhà, không bao giờ được trộn lẫn chúng vì có thể phản tạo ra những hóa chất độc hại chết người, hoặc chúng có thể gây những hậu quả không mong muốn. Và đây là những gì mà bạn cần. Thứ nhất, thuốc tẩy cộng với amoniac sẽ tạo ra hơi chloramine độc hại. Đây thì thuốc tẩy của chúng ta, khi các bạn trộn với amoniac thì sẽ sản sinh ra chloramine rất là độc hại. Thì điều này xảy ra khi nào? Gia đình chúng ta có các cái nhà vệ sinh đó, thì nơi đó là những nơi tập trung amoniac rất nhiều. Thì khi chúng ta muốn tẩy rửa cái nhà vệ sinh thì các bạn sử dụng thuốc tẩy, chúng ta đổ xuống nhà vệ sinh để chúng ta tẩy rửa, thì vô tình các bạn đã trộn lẫn thuốc tẩy và amoniac. Lúc này nó sẽ tạo ra hơi chloramine rất là độc. Thuốc tẩy và amoniac là hai chất tẩy rửa gia dụng thông thường ngay trong gia đình, các bạn không bao giờ được trộn lẫn với nhau. Chúng hòa với nhau để tạo thành hơi chloramine độc hại và có thể dẫn đến sản sinh một cái hợp chất khác, đó là hygrazin cực độc. Giới thiệu với các bạn, đây là công thức của chloramine. Chloramine là gì? Chloramine là một cái chất làm bỏng mắt và hệ hô hấp của bạn và có thể dẫn đến tổn thương cơ quan nội tạng, rất là nguy hiểm. Nếu như có đủ cái lượng amoniac trong hỗn hợp thì lúc này hợp chất hygrazin có thể được tạo ra. Hygrazin không chỉ độc mà còn có khả năng gây nổ nữa các bạn. Trường hợp nhẹ là bạn sẽ không cảm thấy thoải mái, và trường hợp xấu nhất là chúng ta sẽ tử vong nhé. Thì với bạn thế thì các bạn, đây là công thức của hợp chất hygrazin N2H4 ha, là công thức phân tử và công thức cấu tạo. Giờ chúng ta có thể xem thêm. Thứ hai, đó là thuốc tẩy và cồn tẩy rửa thì sẽ tạo ra chloroform độc hại. Thì thuốc tẩy chúng ta, nếu như các bạn vô tình trộn với các cái chất cồn tẩy rửa như là ethanol hoặc là isopropanol, lúc này sẽ tạo ra chloroform. Rồi, hợp chất natri hypochlorite trong thuốc tẩy gia dụng phản ứng với ethanol hoặc isopropanol trong cồn tẩy rửa để tạo ra chloroform. Và đồng thời các hợp chất khó chịu khác có thể được tạo ra gồm chloracetone, dichloracetone và acid chlorhydride. Giới thiệu với bạn, đây là công thức của chloroform CHCl3. Thì chloroform là cái gì? Chloroform là một hóa chất trong y tế người ta dùng để làm thuốc mê. Nếu các bạn hít đủ chloroform sẽ khiến cho bạn bị bất tỉnh, khiến bạn không đủ sức di chuyển đến nơi có không khí trong lành đâu. Hít thở quá nhiều có thể giết chết bạn ngay lập tức. Ngoài ra, acid chlorhydride, một sản phẩm phụ có thể bị tạo ra, có thể khiến bạn bị bỏng do hóa chất. Các hóa chất có thể gây tổn thương các cơ quan và dẫn đến ung thư và các bệnh khác sau này trong cuộc sống của chúng ta. Bạn chú ý nhé. Thứ ba, thuốc tẩy cộng giấm thì sẽ tạo ra khí clo độc. Thuốc tẩy và giấm nha các bạn, sẽ tạo ra khí clo rất là độc. Chúng ta thấy rằng là trong gia đình chúng ta, một số người muốn trộn thuốc tẩy và giấm để tăng khả năng tẩy rửa của hóa chất. Đó không phải là một kiến hay đâu, vì phản ứng tạo ra khí clo độc nha các bạn. Phản ứng không chỉ giới hạn ở giấm đâu, acid yếu, mà các acid gia dụng khác với thuốc tẩy cũng có thể tạo ra khí clo, chẳng hạn như nước chanh hoặc một số chất tẩy rửa bồn cầu khác. Giới thiệu các bạn, đây là công thức của khí clo ha. Phân tử clo Cl2 thì khí clo nó có màu vàng ha, màu vàng. Và nó có tác dụng gì? Khí clo đã được sử dụng như một tác nhân chiến tranh hóa học. Trong thế chiến thứ hai đó, thì Đức Quốc xã người ta sử dụng khí clo để đầu độc người Do Thái và một số quân lính khác. Vì nó không phải là một thứ bạn mong muốn sản xuất trong gia đình đâu. Clo tấn công da chúng ta, niêm mạc và hệ hô hấp. Nó sẽ khiến bạn bị ho và kích thích mắt, mũi và miệng. Nó có thể khiến bạn bị bỏng hóa chất và có thể gây chết người nếu bạn tiếp xúc với nồng độ cao hoặc không thể tiếp xúc với không khí trong lạnh. Nếu như chúng ta tiếp xúc với khí clo một cái lượng ít thì nó sẽ là một tác nhân hóa học để gây ung thư sau này, chúng ta có thể là gây đột biến gen ha. Mà các bạn thấy là Mỹ đã rải chất độc dioxin đó, màu da cam đó, trong đó có thành phần khí clo đó, xuống đất nước chúng ta trong chiến tranh Việt Nam Mỹ đó, đã gây cái hậu quả đến bây giờ, gây rất nhiều đột biến cho người dân chúng ta. Trong đó có thành phần của khí clo, clo rất là hiểm hiểm này. Kế tiếp đó là giấm cộng với peroxide thì sẽ tạo ra acid peroxide.
các bạn thấy giấm ăn của chúng ta hay giấm công nghiệp tác dụng với biocid, hay còn gọi là hydrogen biocid, hay còn gọi là nước oxy da các bạn, thì sản phẩm nó tạo ra là acid peracetic rất là nguy hiểm. Bạn có thể muốn chọn các hóa chất để tạo một sản phẩm mạnh hơn, nhưng các sản phẩm tại gửi là lựa chọn tồi tệ nhất cho việc đóng vai trò hóa học tại nhà. Giấm acid acetic yếu kết hợp với hydrogen peroxide hay còn có công thức là H2O2 đó, hay còn gọi là nước oxy da, có thể tạo ra acid peracetic, hóa chất đó là một chất khử trùng rất là mạnh. Vì vậy, bạn biến các hóa chất gia dụng tương đối an toàn trong gia đình chúng ta thành một thứ cực kỳ nguy hiểm, và đó là điều không nên làm nha. Giới thiệu các bạn đây là công thức của acid peracetic. Acid này nó có tác dụng gì? Acid peracetic có thể gây kích thích mắt và mũi của bạn và có thể khiến bạn bị bỏng các hóa chất ha, bỏng hóa chất rất là nguy hiểm. Rồi, lời khuyên cho các bạn là hóa chất bạn không nên dọn á là bốn nhóm trên. Các hóa chất gia dụng thông thường, ngay cả những loại được sử dụng trong nấu nướng có thể gây gà gù nếu chúng được trộn với các hóa chất khác. Chúng ta không biết gì thì đừng nên chọn nha các bạn. Kế tiếp, luôn đọc và chú ý đến các cảnh báo trên nhãn sản phẩm này ha, đọc kỹ rồi nó có phải là an toàn không hay nó là nó nguy hiểm. Ngoài ra, để tránh trộn lẫn hóa chất gia dụng, bạn nên bảo quản riêng biệt với nhau, đừng nên để chúng gần nhau ha. Kế tiếp nữa, sử dụng để an toàn thay vì cố thử nghiệm không hợp nhé. Hóa chất giúp cuộc sống chúng ta dễ dàng hơn, nhưng chúng cần được xử lý một cách thận trọng và chính xác. Kế tiếp, tránh xa tầm tay trẻ em. Gia đình chúng ta có những trẻ nhỏ đó các bạn, nhiều khi các em nó không biết, nó có thể lấy hóa chất này hóa chất kia trộn với nhau, tinh nghịch mà, do đó rất nguy hiểm. Căn dặn trẻ nhỏ không tự ý pha trộn các hóa chất gia trong gia đình để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Thì đây là những gì mà Edutip muốn gửi đến các bạn đối với các hóa chất của gia trong gia đình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để xem thêm những video khác của kênh Edutip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một video khác. Bye.